Vâng, xin chào các bác nhé. Rồi, đấy, cuối năm rồi nhá. Đấy, còn có ít ngày nữa thôi là bước sang năm mới. Đấy, tính theo lịch âm, còn lịch dương thì qua rồi đúng không ạ? Đấy, thì nói thật sự các bác là cuối năm rồi các bác. Lời lãi tầm này là gạt sang bên. Đấy, cuối năm rồi cứ vui đã các bạn. Muốn làm gì làm, cuối năm là cả năm có một ngày Tết các bạn. Đấy, có mấy ngày Tết thôi, thế nên là mọi thứ cái gì nó sân si thì bỏ qua hết các bạn. Lời lãi nó như thế nào hay lỗ nước nhà thì bỏ qua. Đấy, thế nên là cuối năm này em xin phép là xả các bác một con này em đang bán của nó là 1.550.000. Hôm nay em xin phép xả các bác còn bao nhiêu ạ? Còn 890.000, một con duy nhất luôn. Được chưa ạ? Đấy, xả cho các bác còn 890.000 nhá. Đấy, gọi là xả vui một con nhá, cuối năm. Đấy, chả cần viết lời lãi hay sao cả, nhưng mà tóm lại cuối năm cứ làm con cho vui. Tại vì là trong năm thì các bác ủng hộ nhà em rất là nhiều, rất rất là nhiều khách. Nhà em thì kênh nhà em là hơn 40.000 các bác nhá. Hơn 40.000 người theo dõi và ủng hộ kênh nhà em rất là nhiều. Đấy, và lượt tăng lượt lượt đăng ký vẫn đang cứ tăng lên, ngày nào cũng tăng. Đấy. Nên là em cũng rất là cảm ơn và biết ơn các bác đã ủng hộ nhà em suốt 12 năm qua. Đấy, thế nên là cuối năm rồi các bác. Lời lãi thì nó cứ tính sẽ gạt sang bên đã. Đấy, chưa cần biết thế nào cả, nhưng mà em xin phép xả một con này cho vui. Được chưa ạ? Giá là 890k nhá. Đấy, gọi là chiên các bác. Về các bác gọi là làm một con trong cái mùa gọi là ẩm thấp như thế này. Con này thì về các bác dùng cái chổi là mình có thể phẩy qua cái này cho em nhé, xong dùng khăn khiếp mình lau qua một tí. Bác nào cẩn thận thì mình bỏ ra mình vệ sinh tí, nó dễ lắm. Đấy. Còn đây, cái này là cái lắp này, cái này mở lắp của nó là cái chân này nó hơi bị nóng nẻo một tí này, về các bác gắn lại tí nhá. Đây này, cái chân này này, về các bác chấm chấm tí vào cho ngon. Đấy, đây là cái màng lọc của nó này. Đấy. Ở trong này nó có một cái đấy thì mình cầm vào nó dễ hơn này. Đây này, cầm vào cái này này, trong trong này. Em đang quay máy chứ không đây này. Ở trong này nó sẽ có một cái đấy, các bác cho tay vào xong rồi mình lấy ra nó dễ lắm. Đấy thì mình có thể thay các cái màng lọc này, thì mình có thể thay nhá, mua trên thị trường có. Đấy. Máy lọc không khí rồi buồng các kiểu cho các bác thoải mái luôn. Đây là hiện tại em đang không cho nước nhá, nó báo đỏ này. Đấy, đang không cho nước. Đây. Đấy, đang hết sạch nước. Về các bác có thể mở cái lắp ra này. Đấy. Mở cái lắp ra cho thêm nước vào cho nó nhiều nhiều tí nước vào. À đây là báo bẩn, nó báo bụi ấy. Tại vì em vừa mở cái kia ra. Đấy, về các bác vệ sinh qua đi cho nó sạch thêm nhá. Đấy, còn đây có nước đây, đây bên này là bên là độ ẩm này. Đấy. Còn cái này thì các bác vào cái chế độ dịch ấy, vào cái lấy cái điện thoại như này. Các bác vào tải cái phần mềm dịch như này, dễ dùng lắm. Ở đây này, bắt đầu nó đang xanh dần này. Đấy, nó đang đỏ chét bây giờ sang xanh. Tại vì là con này em để hôm qua nhà em dọn dẹp cửa hàng ấy, các bác quét trước là nó bụi. Đấy. Đấy nha, các bác vào cái phần mềm này này. Các bác tải về. Cái này ai tải, máy nào cũng tải được nhá. Đấy, xong các bác vào tiếng Nhật này, xong các bác nhấn về này, nó ra hết này, ra hết tiếng Việt luôn. Đấy, hẹn giờ rồi độ ẩm này. Đấy. Bảo trì lọc này, phấn hoa im lặng, tức là đây là cái chế độ lọc của nó này. Đây là chế độ tự động này. Đấy. Rồi sinh thái, trung bình, phấn hoa im lặng, đây là phấn hoa này. Đấy, các kiểu lọc. Đấy, còn ba cái phím này là ba phím gì em xem nào. Máy lọc không khí đang bật này. Không khí tạo ẩm đang bật này, máy lọc này. Vòi sen này, plasma. Cái chế độ này là lọc theo kiểu chế độ plasma gì đó này. Đấy, nó là công nghệ ion âm với cả lọc nhanh ấy. Đấy, kiểu kiểu dạng dạng lọc nhanh đây này. Đấy, bắt đầu đang xanh dần này, tức là đang độ sạch. Đây là chế độ đèn điếc này, đúng không? Đèn này. Đấy, tắt đèn này. Bật đèn này. Xem bốn cái là cái gì nào, dừng lại này, độ ẩm yêu thích này, tiền điện 24 giờ là cái gì, độ ẩm nhiệt độ, à khóa trẻ em, đây là khóa trẻ em này. Đấy, như này là khóa nhá, khóa này là không ấn được này. Đấy, không tắt được này, đây là tắt mà không tắt được luôn này. Đấy, không làm gì được luôn, bây giờ phải mở khóa này 3 giây này. Ok, mở khóa xong, lúc này là mình ấn điếc thoải mái. Đây là bật đèn tắt đèn này. Đấy, đây là cái độ ẩm nước này này. Độ ẩm ở đây này đang là 40% này, à 64% này. Đấy. Ví dụ như là thời tiết nó đang khô hanh như này, các bác đưa vào cái độ ẩm này là rất tốt cho sức khỏe các bạn. Nó khô da, da tay nó không bị khô. Đấy, da tay da chân nó không bị khô. Tiện đây xanh rồi các bác nhìn này, xanh lè xanh lét rồi. Đấy, xanh tít bù khơi rồi. Đấy, ấn lọc nhanh tí là nó ngon ngay. Đây, đưa về chế độ này là chế độ cái gì nhỉ? Chế độ này là cái chế độ tự động. Các bác bật phát đây tự động. Đấy, đây cái ví dụ tắt này.
bật phát này, đấy, nó là tự động đấy. Cái kia nó há mồm ra cái là nó lọc này, đấy, nó nhả gió đấy. Đấy thì cái con này thì để các bác giá là 890k nhá. Đấy thì bác nào mà lấy thì alo cho em, số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Cuối năm rồi các bạn, ui giời em nói thật các bác, cả năm vất vả rồi các bạn, cả năm vất vả rồi. Đấy thì mình bỏ ra có mấy cái trăm nghìn thôi, đấy, chưa đến 1 triệu là mình đã có ngay một cái máy nào không khí ngon lành rồi. Đấy cuối năm em xả cho các bác, đang 1.5 triệu đấy em thật các bác, chả cần lãi lỗ như thế nào nhưng mà cứ biết là xả ra đấy, lãi hay là lỗ tính sau. Đây là 57 này. Đấy, 57 này cao này. Chiều rộng của nó rơi khoảng là 40, khoảng 39 40. Đấy, chiều sâu thì nó rơi khoảng là 24 thôi. Đấy, 23 24. Rồi. Lời lãi sang năm gì ạ? 2024 âm lịch mới tính các bác nhá. Còn bây giờ trước mắt là gì? Em xin phép là xả cho các bác một con 890k. Bác nào chốt alo cho em nhá. Rồi, xin chào các bác và hẹn gặp lại tại video tiếp theo bên em. Nhớ cắm điện 100V giúp em nhá. Cái này các bác không cần phải mua cái loại Liwa to to kia đâu nhá, không cần phải mua mấy con Liwa to khủng bố đâu. Mua mấy con đấy nó lãng phí. Những cái con như kia nó phải rơi khoảng 700-800 cả triệu. Thì các bác mua cho những con Liwa bé bé xíu này. Các bác search có những con Liwa bé bé tí tí như bàn tay này, hoặc bé hơn cắm là được. Tại vì con này nó ăn ít điện lắm. Đấy nó chỉ cần tầm vậy là ok nhá. Vâng, xin chào các bác.